Dạ, xin chào anh chị. Hôm nay công ty con Tử Thế Bình Dương sẽ hướng dẫn cho anh chị hiệu chuẩn cân sàn 1m, 1m rưỡi, 1m2 với đầu cân GIK của Zediver. Thì cái chuẩn bị đầu tiên thì anh chị chuẩn bị giúp em là tải tải để chuẩn hiệu chuẩn cân. Thì mình có thể sử dụng quả quả cân chuẩn như cái quả cân mà em đang đặt trên trên bàn cân đó, hoặc là anh chị có thể sử dụng hàng hóa của mình đã có số ký sẵn, hoặc là mình có một cái cân đang đang chính xác thì mình có thể cân hàng hóa của mình để mình làm hiệu chuẩn cái cân. Thì cái bước đầu tiên kiểm tra thì anh chị kiểm tra giúp em kết nối từ từ bàn cân lên tới đầu cân mình đã được kết nối hay chưa. Thì anh chị khi mà kết nối được đó thì đầu cân nó nhẹ sẽ nhảy số như thế này. Ví dụ như em kiểm tra thì nó sẽ nhảy số. Rồi cái thứ hai là mình sẽ kiểm tra cái bàn cân đã cân bằng chưa. À, nó anh chị phải kiểm tra nó không bị bập bênh đó thì mình mới mới hiệu chuẩn tiến hành hiệu chuẩn được. Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái thao tác và cái nút nhấn để mình bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái thao tác để mình tiến hành mình cài đặt cho cái đầu cân này. Cái bước đầu tiên là anh chị tắt nguồn đầu cân giúp em. Mình nhấn giữ đây, thả ra tắt nguồn. Mình dùng một tay nhấn, mình dùng hai ngón nhấn giữ phím T và phím Zero cùng lúc. Nhấn mở nguồn lên. Đó, khi nào cân nó hiện tải mát thì mình thả ra, thả cùng lúc hai tay ra. Rồi, cái bước này là cái bước chỉnh tải mát của cân. Thì anh chị muốn chỉnh lại cái tải mát này là anh chị nhấn giữ giùm em phím Unisys, nhấn giữ nha. Đó, đến khi mà cái cân nó chớp 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 nhấp nháy như thế này thì hiện tại cái con này bên em là muốn cài 1,5 tấn, bước nhảy nó là nửa ký. Thì em sử dụng phím T này để di chuyển con số 0, 1,5 tấn nửa ký. Thì anh chị ví dụ như ở đây là 1 tấn này, 1 tấn này, 1 ký này, 1/10 ký ký, và cái này là cái con số 0 sao. Thì mình có thể mình sử dụng cái phím cộng và phím trừ này, begin và hold này, rồi mình tăng hoặc giảm con số đó. Ví dụ như em tăng này, dùng phím hold đó, phím dấu trừ đó để giảm, rồi 1,500. Anh chị di chuyển coi cái dấu chấm thì anh chị dùng phím T này di chuyển, khi mà nó hết nhấp nháy số 0 thì nó sẽ chuyển sang nhấp nháy dấu chấm. Anh chị cũng dùng phím trừ, phím print và phím hold đỡ, phím dấu cộng và phím dấu trừ đỡ di chuyển cái dấu chấm đó. Anh chị di chuyển như thế này là đúng 1,500 kg và bước nhảy là nửa ký. Rồi, anh chị lưu lại bằng phím zero. Rồi, ở đây là bước nhảy của cân, thì anh chị có thể chỉnh bước nhảy của cân bằng phím dấu trừ và dấu cộng luôn. Ở đây là cái con của em nửa ký thì mình sẽ chỉnh lên nó là 0,5 kg, là 500 g, rồi xác nhận bằng phím zero. Nó hiện can, can là lúc này là cái lúc mà chỉnh tải mát, chỉnh chỉnh tải can, chỉnh tải hiệu chuẩn. Anh chị nhấn zero để xác nhận. Và anh chị nhấn phím T tiếp để xác nhận.
Rồi đây, nó hiện lên cái tải ở màn hiệu chuẩn. Thì anh chị muốn chỉnh cái lại cái tải hiệu chuẩn á, thì mình nhấn phím Unisys một cái, nó sẽ nhấp nháy. Thì ở đây cái tải hiệu chuẩn thì thấp nhất là 10% tải. Ví dụ như cái con của em là 1,5 tấn thì em sẽ hiệu chuẩn thấp nhất để cho cái số ký hiệu chuẩn nó đạt hiệu quả cao nhất đó, thì ít nhất là 10% tải thì là 150 ký. Nhưng mà ở đây quả con của em nhiều đó, thì em sẽ hiệu chuẩn nó là 300 ký, 20% tải. Đó. Anh chị chỉnh xong cái tải hiệu chuẩn thì anh chị lưu nó lại bàn phím zero. Lưu xong rồi anh chị sẽ đặt cái tải hiệu chuẩn lên. Anh chị đợi em trong giây lát. Đó, như vậy là em đã đặt xong tải hiệu chuẩn lên con. Thì bây giờ cái bước tiếp theo á, anh chị đợi em xíu. Bước tiếp theo là anh chị sẽ đợi cho cái dấu stable, là cái dấu ổn định, là cái con nó đã ổn định rồi, thì mình mới nhấn xác nhận. Xác nhận ở đây có hai bước, là bước đầu tiên là anh chị sẽ nhấn phím T. Đã nhấn phím T để cho nó xác nhận tải. Rồi lưu bàn phím zero, nhấn nó hiện báo là con đã lưu. Đó, bây giờ em kiểm tra ha, em bóc thử một quả con số 20 ký xuống. Đó, khi mà em lấy một quả con số 20 ký xuống thì nó còn 280 ký. Em tiến hành lấy thêm một quả nữa xuống. Hồi nãy giờ là em lấy 3 quả xuống là tổng cộng 60 ký, là bây giờ trên cân hiện tại là còn 240 ký. Vậy rồi, em xin dừng video tại đây. Cảm ơn anh chị đã theo dõi ạ.